Võng này nghe, hôm nay thì trên bàn của mình ở đây đang làm một mẫu bàn phím cơ. Sản phẩm này thì đến từ thương hiệu là Aula, một thương hiệu chuyên gọi là làm đồ gaming gear các thứ giá rẻ. Cái mẫu bàn phím này thì có mã là F2090 và giá của nó ở trên Lazada là 1 triệu tròn. Cái lý do mình mua nó về là bởi vì hình ảnh ở trên Lazada ấy, quảng cáo nhìn nó rất là đẹp và nó được quảng cáo là có cái keycap siêu mỏng. Cho nên mình nhìn cái hình mình khá là ưng và thấy anh em review cũng khá là tốt ấy. Cho nên mình đã đặt nó về. À, từ 25 đến 27 tháng 12 này thì bên Lazada có chương trình là sale cuối tháng thuộc hội sale cuối năm. Đợt này thì Lazada gọi là shop xịn sale to cuối năm 2022. Rất nhiều sản phẩm giảm giá lên tới là 80% free ship toàn quốc, đồng thời là hoàn tiền lên tới là 300.000 đồng. Mình có để link sale cuối tháng của Lazada ở phần mô tả clip này. Anh em nào quan tâm thì có thể là click vào xem thử nhé. Và rồi, không ngựa là vòng nữa, bây giờ ta cùng nhau là đập hộp cái chiếc bàn phím Aula F2090 giá rẻ mà full size và có 3 mốt kết nối này ra. Và nghịch ngợm để xem là với cái mức giá 1 triệu đồng cho một chiếc bàn phím full size và Black Switch thì nó làm được gì, và liệu nó có ngon lành và có đáng người ta bỏ tiền ra sở hữu hay là không nhá. Đây, hộp đựng mà bên Aula họ gửi cho mình này. Sản phẩm này mình đặt ở trên Lazada và đây, mã vận đơn nhá, được vận chuyển từ Lazada Logistics này, người gửi là Aula ở China, người nhận là Khoa Ninh là mình này. Sản phẩm này thì mình đã trả tiền rồi và tên sản phẩm là hàng mới về Aula F2090. Ba mốt này có dây này, 2.4G và Bluetooth, bàn phím cơ 104 phím đấy, siêu mỏng. Giá trị đây 999.000, khá là đẹp. Rồi, mình sẽ rạch luôn cái bộ bàn phím này ra nhá. Đặt về là cũng khá là háo hức đấy, vì thực sự anh em là trông hình ảnh con này ở trên web nó đẹp. Thực sự là hình ảnh trên web nó rất là đẹp và anh em review về nó cũng khá là tốt. Đây, ra rồi. Đây ra. Ồ, đây mới là hộp đựng của nó này. Em nhìn này, Aula nhá, hình ảnh của bàn phím này. Đấy, hình ảnh nhìn đẹp chưa? Núm niêm các kiểu này. F2090 hay là FZ2090 ấy nhỉ? Tí xem lại nhá. Đấy, ba mốt cái nối này. Đây này, Uchatin keycap nhá. Có cả mặt của một ông gì đó này. Nhìn cũng được quá nhờ. Đây anh em, đây này, keycap nó mỏng dính luôn. Uầy, sao thật đấy. Đằng sau là một số các thông số về bàn phím, như kiểu là 104 phím. Rồi là rất nhiều thứ này. Đấy, thôi, không làm vòng nữa, mình sẽ rạch ra luôn. Đây. Rồi, siêu bay siêu nhá. Đó, đây tinh tường rồi anh em. Bóc vào nào. Lâu lâu rồi mới mở con phím cơ mà cảm thấy nó hào hứng như này. Đây, đây ra, được quá nhỉ. Đâu rồi, lâu không mở thấy hơi run tay. Đây anh em, wow, này trông được chưa. Rồi, cứ để tạm ở đây đã, tí nhận xét sau. Tiếp theo mình sẽ có một cái cọng dây nối dây cáp Type-C nhá. Đó, Type-C, cọng cáp bằng bọc dù, trông khá là ổn này. Sách hướng dẫn này, Aula FZ090 thì phải, sorry anh em. Đấy, hướng dẫn sử dụng ta sẽ có tiếng Trung và tiếng Anh. Hình ảnh thì cũng tương đối đầy đủ. Ở đây F2090 mà, đó, nói chung là cũng tương đối là đầy đủ rồi. Cuối cùng thì trong hộp nó sẽ còn là một cái phần keycap puller, một keycap puller và một phần keycap để thay thế thôi. Đây, chúng ta sẽ nút escape này và một cái receiver. Đó, toàn bộ trong hộp của chiếc Aula F2090 nó là như vậy nhá. Đây, đầu tiên là về thiết kế thì ta sẽ có được một cái bàn phím có thiết kế nhìn rất là đẹp và gọn nhẹ. Mặc dù nó là một chiếc bàn phím full size nhá, nhưng mà trọng lượng cũng như kích thước của nó rất là vừa vặn thôi. Phiên bản mình đặt về đây là phiên bản màu đen, keycap màu đen và phần vỏ thì là màu xám. Vỏ này là vỏ kim loại nhá. Đây này, vỏ kim loại và phần vỏ này gọi là cực kỳ là mỏng luôn. Và nó có cái đường cắt kim cương này, cả ở cạnh trên lẫn là cạnh dưới nhá. Đấy, tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng nhìn nó rất là đẹp và nó sang trọng cho cái chiếc bàn phím này. Nó cực kỳ là mỏng nữa. Cho nên ý, là cái kiểu bàn phím này mà để ở trên bàn làm việc rồi anh em ngồi gõ phím ý, thì chắc chắn là ai đi qua cũng phải gọi là ngó lại một tí, vì thiết kế của cái bàn phím này nó đẹp quá. Bởi vì nó là một cái bàn phím low profile mà,
những cái phần squid cũng như keycap đều được làm rất là mỏng luôn. Mỏng như này thì ta sẽ có được một thiết kế nó gọn nhẹ hơn, nó gọn gàng và bắt mắt hơn. Tuy nhiên thì cảm giác gõ chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Lát nữa mình sẽ sound test cho em nghe là cái cảm giác gõ con này nhá. Nhìn thì đẹp đấy nhưng mà cảm giác ban đầu của mình sờ vào là con này có vẻ là gõ sẽ không thích đâu. Và mặc dù là mặt trước của phía này được làm bằng kim loại nhưng mà sau ta chỉ được làm bằng nhựa mà thôi. Làm nhựa này chắc là để giảm giá thành cho sản phẩm. Ở mặt lưng này ta sẽ có phần chân đế cao su rõ ràng rồi, để mà khi đặt trên bàn không sợ là bị rung lắc này. Rồi là cạnh dưới này thì nó sẽ có một chân cắm Type-C để mà cắm pin sạc cho chiếc bàn phím này, cũng như là cắm dây để mà kết nối với máy tính. Hơi tiếc là ta sẽ không có phần chân đế kickstand, ta sẽ chỉ có một góc quang nghiêng là khoảng độ 10 độ như này mà thôi. Nhưng mà được cái là bàn phím này nó có thiết kế rất là mỏng, nên là cái phần góc nghiêng như này thì khi mà gõ phím ấy nó cũng tương đối vừa vặn và không bị đau cổ tay. Trở lại với mặt trước thì ta soi luôn keycap của cái chiếc bàn phím này nhá. Đây, nút Escape này, đấy, keycap này có phông chữ khá là đẹp, đường cắt các thứ khá ổn, nhưng mà nó mỏng quá nên cảm giác nó bị mong manh ấy. Và con này thì dùng chân stem của Kyle nhá, không phải là loại chân stem chữ thập truyền thống, cho nên là những cái phần keycap này sẽ hơi khó để mà mua được thay thế đấy. Và đây là keycap double shot cho ánh sáng xuyên qua nhá, nhưng mà nó mỏng quá, vậy nhìn độ hoàn thiện của keycap này nó cũng không được hiện đại lắm. Đây, mình sẽ lấy thêm một cái phím dài để cho anh em nhìn. Đây nhá, phím space này. Phím space này thì có logo của Aula này. Và đây, anh nhìn cái phím space này, cảm giác nó khá là yếu và lỏng lẻo, cảm giác không được chắc chắn cho lắm. Nói chung là với mức giá 1 triệu cho một chiếc bàn phím gọi là low profile thì như này là cũng phải chấp nhận thôi. Anh em nào mà muốn nó những phần keycap nó ngon hơn thì mình nghĩ là ta nên thay. Còn với một chiếc bàn phím low profile giá rẻ thì như này là cũng tạm tạm rồi. Còn đây, Squid đây. Và đây là Black Squid. Chiếc bàn phím này có hai phiên bản là Black và Blue. Thì mình thích cái Black thôi, vì là Black này nghe tiếng này nó như kiểu là một phiên bản của Red Squid ấy. Bấm nó khá là nhẹ và êm, mình thích cái kiểu này. Squid này thì nó là low profile cho nên là cái hành trình nhấn ấy nó rất là mỏng thôi, rất là nông. Bấm nó sẽ tương tự như kiểu bấm laptop mọi người. Và ta cũng có một phần đèn LED đơn sắc ở đây. Đó, LED nó cũng khá là ổn. Còn nữa như ở phím dài đây, phím space thì được gia cố thêm một phần thanh này, giúp cho cái độ nảy khi mà gõ nó sẽ tốt hơn, mình đoán là như vậy. Lát nữa mình sẽ sound test cho em xem nó như thế nào. Đấy là về phần hoàn thiện cũng như là keycap rồi là switch của chiếc bàn phím này. Thế còn về các chức năng cũng như đèn của nó thì sao? Thì đèn trước đi. Đây, trong môi trường ánh sáng đầy đủ và đèn ở mức gọi là max sáng thì nó sẽ như này. Đèn cũng khá là sáng đúng không nào? Nó không bị kiểu màu tối lờ nhờ như ở trên những cái con giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì ánh sáng hơi bị vón cục nhẹ một tí, có thể là bởi vì keycap này nó mỏng quá. Nhưng mà nếu nhìn từ góc nghiêng như này, đấy thì cái phần đèn này nó cũng trông cũng già gì đấy đúng không nào. Mình sẽ tắt điện đi để cho anh em nhìn rõ hơn về phần đèn này nhá. Đây, khi trong phòng tối thì trông nó sẽ như này, hiệu ứng nó khá hay, cảm giác các phím nó bay bay ở trên cái nền đèn LED. Đấy là cái điểm mà hay của bàn phím low profile, là trông những cái phần keycap này nó sẽ khá là nổi và tạo cái hiệu ứng gọi là nhìn vào nó thích thú hơn khá là nhiều so với những cái mẫu bàn phím truyền thống bây giờ. Điểm trừ là những cái bàn phím low profile này thì giá nó sẽ hơi bị gọi là cao hơn so với lại bàn phím truyền thống nha. Và để mà điều chỉnh cái phần đèn LED này, ta sẽ bấm vào cái nút này này đấy nhá. Đầu tiên nhá, để mà tăng giảm độ sáng nhá, mình cần xoay thôi. Đây, đó, xoay cái núm này. Núm này thì được làm bằng kim loại luôn, em nghe này, kim loại luôn nhá. Mấy nút bên cạnh ấy thì là nhựa nhưng mà cái núm này là kim loại, sờ vào khá thích đấy. Xoay để mà tăng giảm về độ sáng này, rồi là bấm để mà điều chỉnh về cái kiểu kiểu sáng, kiểu LED, em thấy không? Nói chung là con này có khoảng độ 20 cái kiểu sáng và mình thấy nó cũng tương đối là đủ dùng. Các cái nút chữ đây này, M1, M2, M3 này, khi bấm vào nó chuyển sang cái chế độ gọi là sáng một số cái phím để mà ta chơi game. Đấy, những phím nào mà anh em hay sử dụng để mà chơi game ấy thì nó sẽ sáng ấy thôi. Nó có 3 cái chế độ như vậy nhá. Nhìn chung về phần đèn LED của chiếc Aula F2090 này, nó ở mức khá, không quá xuất sắc nhưng mà nó cũng không quá tệ nhá. Với lại hơi tiếc tí là mặc dù bàn phím nó còn khá nhiều khoảng trống mà lại không thiết kế cái chỗ để mà để driver. Nếu mà có thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái này thì hơi bị dễ rơi nên là ta giữ phải cẩn thận tí nhá. Tiếp theo là về phần chức năng. Thì đầu tiên đây là nút nguồn này. Đó, bật lên là nó sẽ sáng đèn nhá. Và bên cạnh nó là cái nút điều chỉnh kết nối với lại hệ điều hành nào, em thấy không? Đó, iOS này, Mac này, Windows, Android đầy đủ. Và nút thứ ba đây là nút điều chỉnh chế độ kết nối nhá. Ta sẽ có 3 chế độ, 3 mode. Đây là receiver này, đây là Bluetooth này,
Bluetooth này kết nối được với 3 thiết bị khác nhau nha. Đây này, nó sẽ có 3 cái màu đèn riêng biệt luôn. Đấy. Và kết nối qua dây Type-C thì cũng như vậy đó. Con này có thể kết nối được cùng một lúc với tất cả là 5 thiết bị nha. Đây, bàn phím này kết nối được với lại cả 5 thiết bị ở đây nhá. Đầu tiên là với dây Type-C này, em nhìn này. Đó. Kết nối được ngon lành nhá. Tiếp theo là kết nối qua receiver này, đây nhá. Này. Đó. Cái nữa là chiếc ba chiếc điện thoại đây thông qua là Bluetooth này. Đây. Em nhìn này. Thấy chưa? Đó. Tiếp theo này, Bluetooth tiếp này. Đây nhá. Đó, thấy chưa? Đấy. Và cuối cùng, chiếc điện thoại cuối cùng ở đây. Em nhìn này. Đó. Như vậy là chiếc bàn phím Aula F2090 có thể kết nối được cùng lúc 5 thiết bị và ta có thể kết nối thoải mái, không gặp bất kỳ vấn đề gì nhá. Ta cũng chỉnh được các feedback để cho phù hợp với từng cái hệ điều hành mà ta đang kết nối. Đây mình có Mac này, iOS này, Android và Windows. Tất cả các hệ điều hành phổ biến thì đều có đủ nhá. Ổn phết. Tiếp theo là một tính năng nữa khá hay, đó là ngoài việc cái nút này dùng để chỉnh đèn, ta có thể là dùng nó để điều chỉnh đa phương tiện ở trên thiết bị mà ta đang kết nối luôn. Đây, mình sẽ giữ cái nút này. Đó, giữ nhá. Khi nào phần đèn này nó tắt đi là được này. Đây là chỉnh được tăng giảm âm lượng này. Đó. Tiếp tục rồi là tạm dừng clip này. Đó. Trên bàn mình đây. Bấm một phát để mà mute âm lượng này. Bấm hơn nữa để mà ấy này. Rồi là chuyển clip nhá thì bấm nút này. Đó, em thấy không? Con này có thiết kế kiểu này khá thông minh. Trở lại này. Sang bài này, tạm dừng này. Đó. Tăng giảm âm lượng này. Nhìn chung thì đây là một cái chiếc bàn phím có phần chức năng nó khá hay ho. Mình thích cái kiểu chỉnh vừa chỉnh đèn mà vừa chỉnh cả âm lượng như này, không bị lẫn. Và cuối cùng là sao test bàn phím này, anh em nghe nhá. Đó là âm gõ phím của chiếc bàn phím Aula F2090 này. Nhìn chung thì ở mức giá này thì mình cũng không mong chờ quá nhiều. Tuy nhiên thì các cái phím dài nó vẫn hơi bị lọc sọc nhá. Anh nghe này. Đó, nó vẫn hơi bị lọc sọc và mình nghĩ là để mà có một chất âm nó tốt hơn thì ta phải mod khá là nhiều ở cái phần bàn phím này. Cảm giác gõ thì cá nhân mình thấy là đầu tiên là tư thế tay rất thoải mái luôn, bởi vì là cái độ nghiêng của bàn phím này nó vừa, cũng như là hành trình phím nó ngắn, gõ nó như kiểu là một chiếc laptop có bàn phím cơ ấy. Tuy nhiên thì ở những phím dài đúng là cảm giác gõ ở những phím dài nó hơi bị lọc sọc và nó khá là đáng thất vọng. Anh nào đang tìm kiếm một chiếc bàn phím mà nó đẹp thì con này ok, nhưng mà về cảm giác gõ cũng như là về cái âm gõ phím thì cái chiếc Aula F2090 này nó lại chưa thực sự là phù hợp đâu. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về chiếc bàn phím cơ low profile của hãng Aula mà có mã là F2090 này. Nhìn chung ấy thì với cái mức giá khoảng tầm 1 triệu đồng cho một chiếc bàn phím cơ low profile thì ta sẽ có được một chiếc bàn phím có thiết kế rất là mỏng nhẹ. Và nếu mà nhìn từ phía ngoài vào thì sẽ thấy đây là một chiếc bàn phím rất là đẹp. Ta cũng có phần là đèn LED đơn sắc và đèn LED này thì điều chỉnh được, anh em đã thấy rồi. Và LED này mình khá thích vì cái độ sáng của nó khá là dịu nhẹ, dịu mắt. Về LED thì là một điểm cộng cho chiếc bàn phím Aula F2090 này. Tuy nhiên ở tầm giá 1 triệu thì chất lượng build của chiếc bàn phím này nó không được tốt cho lắm. Cảm giác gõ của bàn phím này thì nó cũng không tốt. Ở những phím dài thì nghe rất là lọc sọc. Và nếu anh em mới chơi phím cơ thì có thể là bàn phím như này nó ok. Nhưng mà anh em nào mà bắt đầu có cái cảm giác về âm thanh, về chất lượng gõ rồi thì sẽ thấy là cái chất lượng gõ của chiếc bàn phím này nó chưa tốt lắm. Và nếu ta muốn một âm thanh gọi là ngon lành hơn thì có thể ta sẽ phải mod khá là nhiều cho cái chiếc bàn phím này. Về mặt kết nối thì không có gì để mà chê trách cả. Nó có thể kết nối được với 5 thiết bị một lúc, Android, iOS, Mac hay là Windows thì đều có hỗ trợ kết nối với lại chiếc bàn phím này cả. Và mình khá thích cái phím xoay này.
vừa có thể điều chỉnh được đen, vừa điều chỉnh được âm lượng. Thì đây là một cái sự gọi là khá thông minh của Aula mà mình nghĩ là các hãng khác có thể là sẽ học tập được ở cái điểm mà này. Nhìn chung thì với mức giá này, anh em nào mà thích ngoại hình thì Aula F2090 là một sự chọn cực kỳ là cân nhắc. Nhưng mà anh em nào mà thích cái cảm giác gõ, tiếng gõ nó thêm về cảm xúc nhiều hơn thì có lẽ là chiếc bàn phím này nó lại chưa phù hợp đâu. Và anh em thì thấy sao về con bàn phím cơ low profile giá một củ này thì em để lại comment bên dưới nhá. Bên dưới mình cũng để link cái sạp này ở trên Lazada cho anh nào quan tâm nhá. Và bên dưới mình cũng có để link cái chiếc bàn phím này cũng như là link sale của Lazada 24 tháng 12 này cho anh nào quan tâm nhá. Anh em cần hỏi gì thì cũng comment ở dưới luôn, hoặc là hỏi vào group Rift công nghệ ở trên Facebook. Ở trên đó thì mình sẽ trả lời cho anh em nhanh hơn. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.